Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất Trung Quốc đe dọa vũ khí hạt nhân ở Biển Đông Trong các cuộc tập trận gần đây ở Biển Đông và khu vực lân cận, thông qua việc bắn thử tên đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân và điều động anh tạc cơ chiến lược H-6, Trung Quốc dường như đang bóng gió đe dọa bằng sức mạnh hạt nhân. Theo tờ South China Morning Post, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 3 tháng 3 đưa tin, quân đội nước này vừa tiến hành tập trận phối hợp đổ bộ ở khu vực Biển Đông Thông tin được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố đợt tập trận kéo dài một tháng, từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 3 ở Biển Đông. Trong cuộc tập trận phối hợp đổ bộ trên, theo CCTV, quân đội Trung Quốc đã triển khai tàu điện khí đổ bộ Thai 726 xuất phát từ tàu vận tải đổ bộ loại Thai 071, mang theo xe tăng chiến đấu chủ lực 296 96A cùng các binh sĩ thủy quân lục chiến được vũ trang. Kèm theo đó, phía ngoài khơi có tàu khu trục loại Thai 052D, tàu hộ tống loại Thai 054A, tàu hỗ trợ trên không thì có thêm máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom H-6. Rủi ro căng thẳng Trong khi đó, liên quan tình hình Biển Đông, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng ủng hộ việc Đức vừa thông báo sẽ điều động một tàu hộ tống đến Biển Đông. Cuối tháng 2, Pháp cũng điều động hai chiến hạm là tàu đổ bộ tấn công Toner và tàu hộ tống Zhukov vừa rời cảnh nhà vào ngày 18 tháng 2 để đến Thái Bình Dương trong sứ mệnh kéo dài 3 tháng. Dự kiến, trong sứ mệnh lần này Hai chiến hạm sẽ hiện diện ở Biển Đông đến hai lần và sẽ có tập trận chung cùng Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5. Trước đó, một tàu ngầm hạt nhân của Pháp cũng đã đi qua Biển Đông nhằm nhấn mạnh về quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Cũng tại Biển Đông, Mỹ gần đây cũng đã liên tục tăng cường hoạt động quân sự. Điển hình, ngày 9 tháng 2, Washington đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz tập trận chung ở Biển Đông. Nhận định tình hình Biển Đông gần đây, khi trả lời phỏng vấn, Ông Gregory Poling, giám đốc chương trình AMTI, trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS Mỹ đánh giá, có vẻ như cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều phát đi tín hiệu sẽ duy trì nhịp độ hoạt động ở biển Đông. Thông điệp đó của Washington có ý nghĩa quan trọng khi nhiều bên trong khu vực lo ngại Mỹ dưới thời tổng thống Joe Biden sẽ mềm mỏng với Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nước châu Âu cũng lo ngại tình hình ở biển Đông nên thúc đẩy quá trình quốc tế hóa vấn đề của vùng biển này. Với hàng loạt diễn biến như vậy tình hình biển đông có lẽ không ngừng căng thẳng trong thời gian sắp tới chuyên gia poling dự báo bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại